Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Wow, các bạn ơi, hôm nay là một ngày rất là vui. Tại vì hôm nay các bạn mình có thể thưởng thức cái bình nho rượu của mình, cũng như là mình đã ngâm trong vòng 1 năm các bạn nha. Wow, thơm lắm. Mình ở trong này các bạn mình có gì về Tây Ninh nè, về Tây Ninh và hái hái gì đó khoảng cách đây khoảng 2018 á. Đó, bây giờ 1 năm rồi này. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ khui ra và mời các bạn và quý vị anh chị thưởng thức cùng mình nha. Bạn ơi, thì trong này có những thành phần như sau là nho nè, mực ong nè, và đường cát nè, đó nhiều rất là thứ. Xong rồi nho rừng nè, chứ mình không bỏ bất cứ gì các bạn nha. Đây là hoàn toàn là từ nho ra, chứ không có bỏ thêm nước. Đấy, mình tin chắc là khoảng 1 năm sắp tới là nó sẽ ngon rồi, mà bây giờ gần 1 năm rồi sẽ lấy ra review và ăn thử xem sao các bạn nha. Wow, mới mở ra thơm mà ui trời ơi. Ngon. Có những cái vị cay à, cay mà nó chín, các bạn ăn rất là ngọt luôn. Ngon, chắc mình ăn hết cái hũ quá, hết hết rượu luôn. Đây là cái hộp nho rừng ngoài.
quá, ăn cuốn hột chua nữa các bạn ơi. Cái thì ngọt, cái thì chua, chứ không đắng gì các bạn ơi. Quá. Thôi ăn mình thôi, thôi. Mình sẽ ăn ngay đó. Ở đây nhiều tay bị thối rồi. Nó đang nắng. Mình ăn nữa xí hết rồi. Xí bữa mình về mình la nữa. Video đi hái nho này, xuống bên Linh hái vườn cho bạn xem, cũng như là cái bậc nho này mà mình giới thiệu cho bạn biết là cái vườn nho tái nó sai như thế nào, tái vô vọng, tái kinh khủng luôn các bạn. Đó là mình là, nói chung là các bạn hãy về Tây Ninh thử đi, coi những món ăn gì đó các bạn ha. Nói chung là vào trong thì người ta sẽ cho mình vào trải nghiệm và ăn miễn phí, cũng như là ra tham quan thôi. Họ thì cắt một nhặt cái hái trên cây ăn thử nghiệm, cũng như là muốn mua về các bạn, muốn mua về thì người ta bán cho mình 1 ký 50 ngàn ấy. Xong rồi về mình mua về mình sẽ làm như thế này, cũng như là người ta sẽ đưa các bạn ra ngoài Lễ Tân, người ta sẽ cho các bạn uống thử và cảm nhận cái đó. Xong rồi các bạn thể mua thì mua, mà mua về làm quà này, các bạn là mua thì về làm kiểu nho này, làm mực ong nho này, nhiều thứ để làm các bạn ạ. Đó, cho nên là mình lấy cái này ra để review cho bạn xem và giới thiệu cho các bạn biết về cái công dụng của cái bột nho này, cũng như là mua ở đâu, xuất xứ từ đâu ở Tây Ninh các bạn ạ. Đó các bạn, nếu mà về Tây Ninh thì ghé về vườn nho Van Si các bạn nha. Van Si là nó bán gì đó, địa chỉ thì mình sẽ để dưới phần mô tả các bạn nha. Bạn nào muốn mua thì có thể liên hệ cho mình và comment nữa ở video này mình biết các bạn nha. Ok, ăn đôi lúc nó ngứa ngứa cái miệng các bạn.